Chào mừng các bạn quay trở lại với Đại lý Phụ Kiện. Trên màn ảnh của các bạn là sản phẩm chuột game mới ra của hãng Fullland. Đây là dòng chuột game chiến lược để dòng thay thế cho dòng chuột game L102 với nhiều khuyết điểm. Với thiết kế nhỏ gọn, ergonomic, eo thon hơn so với L102 và hỗ trợ LED 7 màu cùng với nút kích ôm rôn 5 triệu lượt. Thêm nữa là 4 tùy chỉnh DPI tốc độ cao và các dòng chuột game giá rẻ không có. Chắc chắn đây sẽ là một dòng chuột game tuyệt vời thay thế cho L102 và các dòng sản phẩm khác phổ thông giá rẻ trên thị trường hiện nay. Hãy đến với Đại lý Phụ Kiện để trải nghiệm sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy like và share giúp chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.